Quý vị và các bạn đang đến với VBank Talk, được phát sóng trực tiếp trên fanpage của VBank, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Chương trình VBank Talk là cầu nối giữa khách hàng và ngân hàng nhằm cung cấp những thông tin hữu ích và thiết thực nhất dành cho khách hàng. Như vậy, ngoài các kênh giải đáp trực tiếp cho khách hàng như là tổng đài, fanpage, cổng chăm sóc khách hàng, email, thì VBank Talk sẽ là nơi mà những vấn đề được đông đảo khách hàng quan tâm, được giải đáp, giúp cho khách hàng có thể hiểu được các sản phẩm dịch vụ ngân hàng một cách cặn kẽ và là kênh tương tác trực tiếp để VBank chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất. VBank Talk là chương trình được phát sóng trực tiếp, cho nên nếu có câu hỏi, các bạn có thể đặt vào trong phần bình luận, comment ngay tại live stream này, VBank sẽ sẵn sàng trả lời trực tuyến cho các bạn. Đến với VBank Talk, chương trình sẽ dành tặng 6 phần quà dành cho các bạn may mắn theo dõi, tham gia chương trình với 3 bước sau. Bước 1 đó là like fanpage của VBank, bước 2 là comment vào live stream này theo cú pháp VBank Talk, 4 chữ số may mắn. Và bước 3 đó là like, share live stream này ở chế độ công khai trên trang cá nhân của mình. Thực hiện đầy đủ 3 bước này thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận được một giải nhất trị giá 500.000 đồng và 5 giải nhì trị giá 200.000 đồng. Kết thúc chương trình, chúng tôi sẽ tổng hợp kết quả và thông báo những khán giả may mắn giành phần thưởng của chương trình tại fanpage VBank. Phần thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của khán giả may mắn trúng giải. Và VBank mong rằng chương trình VBank Talk không chỉ là nơi mang lại kiến thức, những thông tin hữu ích mà còn những phần quà may mắn dành cho khán giả của mình. Hãy tham gia để tìm kiếm cơ hội may mắn của mình các bạn nhé! Hiện nay nhiều địa phương đã gỡ bỏ giãn cách. Việc thực hiện các giao dịch online trong thời kỳ giãn cách xã hội đã trở thành thói quen của đại bộ phận người dân. Và trong thời gian vừa qua thì VBank cũng đã nhận được rất nhiều những thắc mắc của các bạn có liên quan đến vấn đề là giao dịch ngân hàng. Chính vì vậy chúng ta sẽ đến với VBank Talk, chủ đề đầu tiên là giao dịch ngân hàng dễ dàng, an toàn trong mùa dịch. Và để giải đáp cho những câu hỏi liên quan đến chủ đề ngày hôm nay, VBank Talk xin mời đến trường quay chị Trần Thị Liên, trưởng phòng chăm sóc và dịch vụ khách hàng của ngân hàng VBank. Chào chị Liên. Vâng, xin chào chị Thủy. Xin chào tất cả các khán giả của chương trình VBank Talk số đầu tiên của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VBank. Tôi rất vui mừng vì hôm nay được đồng hành với tất cả các quý vị khán giả để có thể giải đáp được một số những cái thắc mắc về giao dịch của ngân hàng, đặc biệt là trong mùa dịch. Và tôi hy vọng rằng những chia sẻ trong buổi ngày hôm nay cũng sẽ góp ích được với những cái giao dịch của quý vị khán giả, cũng như là chia sẻ được nhiều hơn đối với lại tất cả các khách hàng của VBank. Vâng, xin cảm ơn chị. Và bây giờ không để cho khán giả của VBank Talk chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ đến với những câu hỏi của ngày hôm nay. Một bạn khách hàng có gửi cho VBank câu hỏi như sau. Tôi hiện nay đang trong khu vực phong tỏa, tôi cần phải chuyển tiền gấp để trả tiền điện, nhưng mà gói dịch vụ Internet Banking của tôi thì lại đang ở trong cái gói không thể chuyển khoản được, mà tôi thì cũng không di chuyển được, hàng tháng thì tôi phải ra tận nơi để đóng tiền. Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào? Thì mong chị sẽ giải đáp thắc mắc cho khán giả. Dạ vâng, cảm ơn chị Thủy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây cũng là một câu hỏi mà chúng tôi nhận rất là nhiều trong thời gian vừa qua khi chúng tôi hỗ trợ với khách hàng. Như quý vị cũng đã biết thì gói truy vấn chỉ có thể là xem được thông tin tài khoản thôi, không thực hiện được những cái giao dịch khác đối với ngân hàng. Chính vì thế cho nên là khách hàng sẽ gặp rất là nhiều cái khó khăn khi mà chỉ có gói truy vấn, khi đặc biệt là trong các khu cách ly và phong tỏa. Chính vì thế cho nên là chúng tôi cũng đã mở ra những cái dịch vụ mới cho khách hàng trong cái khoảng thời gian vừa rồi. Đấy là khách hàng có thể đăng ký thay đổi cái gói từ gói truy vấn lên gói tài chính của ngân hàng thông qua tổng đài chăm sóc khách hàng của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank. Và khách hàng có thể gọi điện đến số hotline 1900545415 hoặc là gửi thông tin đến cổng chăm sóc khách hàng cskh.vbank.com.vn. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận rất là nhiều cái yêu cầu của khách hàng thông qua các kênh khác nữa như là email hoặc là Facebook của chương trình và của VPBank. Và sau khi quý vị đã đăng ký được gói thanh toán đối với lại là Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank thì khách hàng có thể thực hiện được rất là nhiều dịch vụ trên VPNeo, ngân hàng số toàn năng của chúng tôi. Những cái dịch vụ như là thanh toán điện nước hoặc truyền hình Internet thì khách hàng có thể là lưu lại cái hóa đơn của khách hàng ngay trên VPNeo để cho những lần chuyển tiền tiếp theo. Và khách hàng cũng có thể đặt lịch để lần sau quý vị không cần phải thực hiện những cái thao tác lại trên VPNeo lần nữa. Khi quý vị thực hiện những dịch vụ thanh toán trên VPNeo của chúng tôi thì chúng tôi cung cấp cho quý vị rất là nhiều những cái tiện ích. Thứ nhất là quý vị có thể lưu lại những cái thông tin hóa đơn của quý vị để lần sau không cần phải nhập lại những cái thông tin đó nữa. Thứ hai, đấy là quý vị có thể được nhắc lịch thanh toán trong cái kỳ thanh toán tiếp theo. Và thứ ba, đấy là quý vị có thể là tự động thanh toán khi mà trong cái kỳ tiếp theo quý vị để cái số dư đủ ở trong tài khoản. Như vậy thì quý vị có thể thấy rằng là mặc dù là cái giãn cách trong cái thời gian vừa rồi, nhưng mà VPBank cung cấp rất là nhiều dịch vụ liên quan đến thanh toán trên VPNeo rất là tiện ích dành cho khách hàng.
Vâng, thật là tuyệt vời khi mà VBank Neo có những cái tiện ích như vậy. Vậy tôi có một câu hỏi như thế này, đó là khách hàng của VBank đang ở trong gói truy vấn. Nếu bây giờ khách hàng chuyển sang gói là thanh toán tài chính thì bạn ấy có phải trả phí không? Vâng, xin cảm ơn chị Thủy. Và cũng một tin vui với chị Thủy và với tất cả các khán giả cũng như là khách hàng của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank, đấy là chúng ta hoàn toàn không hề mất phí khi mà chúng ta chuyển từ gói truy vấn sang các gói tài chính khác của ngân hàng. Và ngoài ra, đối với các gói tài chính thì khách hàng có rất là nhiều tiện ích khác có thể thực hiện được ở trên VPNeo. Chính vì thế cho nên là chúng tôi khuyến khích được rằng là khách hàng hãy sử dụng nhiều hơn nữa các dịch vụ trên VPBank Neo của chúng tôi. Vâng, và nếu như khách hàng muốn quay ngược trở lại cái gói mà bạn ấy đang sử dụng ban đầu thì cái thao tác của bạn ấy sẽ như thế nào ạ? Vâng, thao tác rất đơn giản, thưa chị Thủy và tất cả các quý vị khán giả. Chúng ta chỉ cần có thể là gọi điện lên cho tổng đài chăm sóc khách hàng của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank, hoặc là chúng ta có thể tự chuyển đổi cái gói dịch vụ của chúng ta trên ngân hàng số toàn năng VPBank Neo. Thì tôi thấy rằng là những cái thao tác của khách hàng thì hoàn toàn không có hề mất thời gian hay là thời gian công sức một chút nào để có thể là thay đổi được cái gói dịch vụ của chính mình. Dạ vâng, xin cảm ơn chị với câu hỏi vừa rồi và cũng hy vọng rằng là câu hỏi đó đã làm thỏa mãn cho khách hàng đặt câu hỏi cũng như là do tất cả những cái bạn mà chúng ta đang mong muốn được chuyển đổi từ gói truy vấn sang gói tài chính của VBank Neo. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai chị Liên nhé. Đó là có một bạn hỏi như thế này là tôi đang phải cách ly tại nhà theo yêu cầu của y tế địa phương nhưng tôi cần phải thanh toán dư nợ thẻ tín dụng của mình. Và thông thường thì tôi cũng làm việc này tại chi nhánh. Vâng. Nhưng bây giờ khi tôi không được đi ra ngoài thì tôi phải làm thế nào? Dạ vâng ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, VPBank cung cấp rất là nhiều dịch vụ cho khách hàng để có thể cùng thanh toán được cái thẻ tín dụng. Thứ nhất là quý khách có thể thanh toán qua VPBank Neo. Thứ hai là quý vị có thể thanh toán qua các hệ thống máy nạp tiền tự động CDM trên toàn quốc. Thứ ba là quý khách có thể thanh toán qua một số những cái đối tác của VPBank. Thứ nhất là hệ thống VNPOS, hệ thống về bưu điện. Và khi tới đây thì quý khách sẽ chỉ cần cung cấp một số những cái thông tin hết sức là đơn giản về cá nhân của quý khách và số hợp đồng vay. Ngoài ra thì một số các đối tác mà liên kết với VPBank, ví dụ như là Vinmart hoặc là Vinmart Cộng hoặc là Circle K, là những siêu thị, hệ thống siêu thị mà thực hiện phục vụ khách hàng 24/7 thì cũng rất là tiện lợi cho khách hàng của VPBank để có thể thanh toán được thẻ tín dụng. Và cuối cùng, nếu có thể thì quý khách hãy đến với các chi nhánh của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank để có thể thực hiện giao dịch. Và đây là những cái tiện ích mà VPBank cung cấp cho các quý khách hàng để có thể thanh toán được thẻ tín dụng của mình một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất. Vâng, xin cảm ơn chị Liên. Và với những thông tin chị Liên vừa cung cấp thì hy vọng rằng bạn khách hàng của VPBank sẽ tìm thấy được những cách thanh toán dư nợ thẻ tín dụng tiện lợi nhất dành cho mình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi khác cũng liên quan đến phần khoản vay ạ. Đó là một bạn hỏi rằng tôi đang có một khoản vay tại VPBank, hiện tôi đã có đủ tiền để tất toán khoản vay này, nhưng tôi lại không thể ra ngoài để ký những cái giấy tờ tất toán. Vậy thì VPBank có thể làm cách nào để hỗ trợ cho tôi được không? Xin mời chị. Vâng ạ. Cảm ơn câu hỏi của quý vị khách hàng của VPBank. Đây cũng là một câu hỏi rất là hay và chúng tôi cũng nhận được nhiều trong khoảng thời gian vừa qua khi chúng tôi hỗ trợ và chăm sóc khách hàng. Đặc biệt là khi mà khách hàng không thể ra chi nhánh được, có thể tất toán được khoản vay của mình ở tại VPBank. Trước đây thì tất cả các thủ tục này đều phải ra chi nhánh để ký được giấy tờ trực tiếp. Tuy nhiên thì bây giờ chúng tôi cũng rất là vui mừng thông báo tới tất cả quý vị khách hàng, đấy là chúng tôi hoàn toàn có thể tiếp nhận được tất cả các yêu cầu tất toán khoản vay của khách hàng thông qua tổng đài chăm sóc khách hàng của VPBank 1900545415. Và khách hàng chỉ cần gửi yêu cầu đến chúng tôi sẽ tiếp nhận, kiểm tra thông tin cũng như là xử lý cái khoản vay của khách hàng nếu khách hàng đã có sẵn tiền ở trong tài khoản thanh toán của mình. Đây cũng là một cái dịch vụ tiện ích và cũng là một điểm khác biệt của VPBank trong mùa giãn cách này để có thể cung cấp được cái dịch vụ mà nhanh chóng thuận tiện dành cho khách hàng. Và đồng thời cũng là để cho khách hàng không phát sinh thêm những cái khoản lãi khác trên cái khoản vay của mình. Và tôi tin tưởng rằng là với cái cách mà hỗ trợ khách hàng như thế này thì khách hàng hoàn toàn có thể chủ động trong cái việc là tất toán những cái khoản vay, mặc dù là bao gồm rất là nhiều cái loại khoản vay khác nhau như là cầm cố sổ tiết kiệm, cầm cố giấy tờ có giá hoặc là tài sản, các loại tài sản bảo đảm khác, và hoặc là cái khoản trả góp ở trên thẻ tín dụng thì cũng đều có thể tất toán được thông qua tổng đài chăm sóc khách hàng của VPBank. Vâng, rất là tuyệt vời. Vậy bây giờ thì nếu như mà bạn đó đang vay bằng một cái tài sản đảm bảo là giấy tờ có giá, ví dụ như là sổ đỏ, sổ tiết kiệm, thì bạn ý tất toán khoản vay rồi thì cái tài sản đảm bảo đó bạn ấy nhận lại như thế nào? Vâng, quý khách hàng hoàn toàn yên tâm ạ.
Chúng tôi thì thực hiện tất toán khoản vay của cho quý khách hàng ở trên hệ thống của VP Bank để quý khách hàng không phát sinh thêm những cái khoản lãi khác trên cái khoản vay của mình. Còn tài sản bảo đảm của quý khách thì hoàn toàn được bảo đảm rất là an toàn tại VP Bank. Khi mà quý khách có thể ra được chi nhánh để thực hiện nhận lại các tài sản bảo đảm này thì chúng tôi sẽ hoàn trả các tài sản bảo đảm dành cho quý khách mà không hề phát sinh thêm bất cứ một cái khoản phí nào khác. Thì tôi cho rằng đây là một cái dịch vụ rất là tiện ích dành cho khách hàng để có thể là đảm bảo được cái an toàn về tín dụng dành cho khách hàng cũng như là không phát sinh thêm những cái khoản lãi khác mà trên khoản vay của khách hàng, bảo vệ được những cái lợi ích tài chính dành cho khách hàng. Vâng, xin cảm ơn chị. Như vậy là tài sản cầm cố của khách hàng sẽ được giữ tại VP Bank cho đến khi khách hàng đó có thể đến chi nhánh và nhận lại được cái tài sản này. Còn khoản vay thì có thể tất toán trước để cho khách hàng không bị tính thêm lãi phát sinh nữa, đúng không chị? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Vâng, đó là một cái cách chăm sóc khách hàng cũng như là gia tăng thêm cái lợi ích mà VP Bank đã dành cho khách hàng của mình. Và đây là chương trình live stream trực tiếp, cho nên VP Bank Talk nhận được rất nhiều những câu hỏi quan tâm của khách hàng gửi đến cho chương trình và sẽ nhờ chị Liên có thể là giải đáp cho khách hàng một số những câu hỏi mà các bạn khán giả đang gửi về cho trường quay. Chúng tôi xin mời câu hỏi đầu tiên ạ. Một khán giả tên là Lê Hải Đăng có hỏi rằng: tôi đang rất cần một số loại giấy tờ xác nhận về số dư tài khoản tiết kiệm để làm hồ sơ cho con tôi đi du học. Vậy bây giờ khi tôi không thể ra khỏi nhà do tôi đang phải cách ly phòng chống Covid thì tôi làm thế nào để có được xác nhận có dấu đỏ của ngân hàng ạ? Xin mời chị Liên có thể trả lời cho khách hàng. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của quý vị khán giả. Xin cảm ơn khách hàng Lê Hải Đăng. Đối với lại là trong trường hợp mà khách hàng cần một số những cái loại giấy tờ cần phải dấu đỏ xác nhận của ngân hàng, ví dụ như là xác nhận về tồn tại tài khoản, số dư trên thẻ tiết kiệm hay là những cái thông tin khác ở trên tài khoản, thì ngoài cái việc là khách hàng có thể ra chi nhánh thì chúng tôi cũng đã cung cấp dịch vụ này thông qua tổng đài chăm sóc khách hàng của VP Bank. Khi mà khách hàng gọi đến hotline hoặc là những cái kênh khác chăm sóc khách hàng của VP Bank thì chúng tôi sẽ tiếp nhận yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi sẽ in những cái loại giấy tờ này ra, bao gồm đầy đủ tất cả những cái thông tin mà khách hàng cần, bao gồm là thông tin tài khoản, thông tin tiết kiệm, thậm chí cả thông tin thẻ tín dụng hay thông tin khoản vay. Chúng tôi sẽ đóng dấu đỏ của ngân hàng và chuyển phát nhanh về tới tận địa chỉ nhà của khách hàng nếu trong trường hợp khách hàng không thể ra chi nhánh để thực hiện được. Đó là một cái dịch vụ mà hoàn toàn khác biệt của VP Bank và chúng tôi sẽ thu một cái khoản phí rất là nhỏ thôi là để có thể chuyển phát nhanh được giấy tờ này dành cho các anh chị. Còn trong trường hợp mà quý khách hàng cần những cái bản scan mà để có thể dùng trước cho cái công việc của mình thì chúng tôi cũng có thể là gửi cái bản mềm dành cho khách hàng để khách hàng có thể sử dụng. Thì đấy là hy vọng rằng là cái câu giải đáp của tôi có thể là giúp ích được cho khách hàng Lê Hải Đăng là hoàn thiện được cái thủ tục dành cho du học dành cho con của mình. Em xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của chị Liên và hy vọng rằng là câu trả lời của chị thì đã làm hài lòng anh Lê Hải Đăng. Và bây giờ thì anh chắc chắn là sẽ rất là thích bởi vì anh có tính hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ nhận được bản scan qua thư điện tử với thời gian rất là nhanh. Và thứ hai là chúng ta sẽ nhận được hồ sơ đóng dấu của ngân hàng qua đường chuyển phát nhanh đến tận nhà, đúng không ạ? Không cần phải đến chi nhánh nữa. Và bây giờ chúng tôi có thêm một câu hỏi nữa dành cho chị Liên ạ. Vâng, câu hỏi của một bạn tên là Lãng Tử Buồn hỏi như sau: thu nhập của tôi bị giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch. Tôi không thể thu xếp để trả nợ vay cho VP Bank đúng hạn được. Vậy thì ngân hàng có cách nào để có hỗ trợ tôi giảm bớt những cái phần chi phí này được không? Xin cảm ơn ngân hàng. Vâng, xin mời chị ạ. Vâng, đây cũng là một cái mối quan tâm của rất là nhiều khách hàng của ngân hàng VP Bank. Đặc biệt là trong cái thời kỳ Covid thì cái việc kinh doanh cũng như là đi làm của khách hàng thì đều bị ảnh hưởng. Chính vì thế cho nên là VP Bank cũng đồng hành cùng với tất cả các khách hàng của mình trong cái việc là cơ cấu nợ, cái khoản vay của khách hàng ở tại ngân hàng. Và chúng tôi cũng cung cấp rất là nhiều cái cách để khách hàng có thể là cơ cấu nợ với ngân hàng. Ví dụ như là với những khách hàng mà đã thỏa mãn những cái điều kiện của mình theo những cái thông tư mới nhất của Ngân hàng Nhà nước thì chúng tôi sẵn sàng là xuất ra tất cả những cái danh sách của khách hàng như vậy. Chúng tôi chủ động trao đổi và liên hệ đối với khách hàng để xem được cái mong muốn cũng như là cái nguyện vọng yêu cầu của khách hàng về cái khoản vay của mình để cơ cấu lại. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp nhận những cái yêu cầu của khách hàng. Khi mà khách hàng gọi lên đến tổng đài chăm sóc khách hàng của VP Bank thì toàn bộ tất cả những cái yêu cầu đó chúng tôi sẽ đều phân tích và kiểm tra. Xong sau đấy chúng tôi sẽ làm việc với các đơn vị liên quan để có thể cơ cấu nợ lại cái khoản vay của khách hàng. Ngoài ra thì tất cả các chi nhánh cũng như là cán bộ bán hàng của VP Bank cũng sẽ liên hệ và trao đổi với các khách hàng của mình để
để làm sao cái khoản vay của khách hàng ở tại VP Bank cũng sẽ có cái thời gian trả nợ và cái cách trả nợ làm sao cho lợi ích nhất dành cho khách hàng. Thì đây là một cái mà tôi nghĩ rằng VP Bank luôn luôn đồng hành cùng với khách hàng của mình trong những cái khoảng thời gian khó khăn nhất, và cũng là theo cái chủ trương của chính phủ, đấy là tất cả các ngân hàng thương mại sẽ cần phải đồng hành với các khách hàng của mình, giảm bớt những cái gánh nặng dành cho khách hàng của mình, để tất cả từ ngân hàng hay khách hàng thì sẽ đều có được những cái kết quả tốt nhất trong cái hoạt động kinh doanh, cũng như là về cái chia sẻ khó khăn vượt qua cái thời kỳ COVID này. Vâng, xin cảm ơn chị. Và như vậy thì VP Bank không chỉ là đồng hành với khách hàng vượt qua khó khăn của mùa dịch, mà còn tạo ra rất là nhiều những cái tiện ích. Bởi vì là khách hàng bây giờ muốn nhận được cái hỗ trợ này thì việc là gọi lên tổng đài của VP Bank, đúng không ạ? Đúng ạ. Để có thể là cung cấp thông tin và nhận được cái hướng dẫn của VP Bank. Và rất cảm ơn chị Liên, trưởng phòng chăm sóc và dịch vụ khách hàng của VP Bank đã nhận lời đến tham dự chương trình VP Bank Talk và trả lời cho khán giả của VP Bank Talk rất là chi tiết và hướng dẫn rất cụ thể. Vâng, tôi cũng xin cảm ơn chương trình đã cho tôi có một cái cơ hội để chia sẻ được về những dịch vụ và tiện ích ngân hàng đối với khách hàng của VP Bank. Thì qua đây tôi cũng xin khẳng định một điều rằng, đấy là VP Bank luôn hướng đến khách hàng là trọng tâm, và chúng tôi đặt lợi ích cũng như là những cái quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu, cùng san sẻ với các quý khách hàng trong những cái thời gian khó khăn này. Và tôi cũng xin một lần nữa cảm ơn tất cả các quý khách hàng của VP Bank đã luôn đồng hành với VP Bank trong thời gian vừa qua. Vâng, xin cảm ơn chị. Và hy vọng rằng chương trình VP Bank Talk số đầu tiên giao dịch ngân hàng dễ dàng an toàn trong mùa dịch đã kết thúc. Hy vọng chương trình sẽ đem lại những thông tin hữu ích dành cho khán giả của VP Bank. Và các bạn đừng quên tham gia chương trình mini game để nhận được một trong số 6 phần quà may mắn của chương trình. Và kết quả của mini game sẽ được đăng tải trên fanpage của VP Bank. Và bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Tham vọng không ngừng, đổi mới sáng tạo, lấy khách hàng làm trọng tâm. Đó là cách chúng tôi đưa hoa thịnh vượng đến muôn nơi, gặp vùng đất khô cằn cũng nhuộm màu sức sống, gặp chân trời khát vọng để ước mơ bay lên, gặp cơ hội không tên, mở đường đến hợp tác, khơi màu cho bản phát, biến ấp ủ thành lục xác thăng hoa, cho nhịp sống hoang ca, triệu ước mơ được tạo đà chấp cánh, cho nụ cười lấp lánh, bừng khoảnh khắc tự hào, cho khát vọng bay cao, cả Việt Nam hòa mình trong khúc ca thịnh vượng. VP Bank, vì một Việt Nam thịnh vượng.